Em là Nguyễn Thị Cúc, ở Gò Công, Tiền Giang, bán sinh tố. Bán sinh tố, sinh tố trái cây ở Gò Công nhiều lắm nha. Mời con gái. Dạ, con chào chú Huyền Linh, em chào chị Lê Lộc. Dạ, dạ em tên là Lương Thị Mỹ Linh, năm nay em 28 tuổi. Em là nhân viên tư vấn thẩm mỹ, làm việc và sinh sống tại Vũng Tàu. Nhưng mà mình làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ, em làm dâu của mẹ được 7 năm rồi. Trời ơi, 28 tuổi là 7 năm tức là 20, 21. Dạ, 20 tuổi là em có bầu, 21 tuổi là em đẻ rồi. Còn em 4 tuổi thì tụi em mới làm đám cưới. Vậy đó hả? Dạ. Con trai hay con gái? Dạ, con trai. Dạ. Vậy là quen nhau mấy năm? Dạ, sau đó rồi cũng tuổi học trò rồi mình chia tay, mới quen 2 năm chia tay. Sau này 19 tuổi thì tụi em mới quay lại. Dạ, rồi lại yêu nhau 6 tháng sau mới vỡ kế hoạch, mới có em bé. Dạ. Gọi là gì, thanh mai trúc mã hả? Phải không? Dạ. Có ở gần nhau hay là mình... Dạ, tụi em là ở từ nhỏ ở trong xóm luôn. Nhưng mà tới năm cấp 2 mới học chung với nhau, thì mới qua nhà mẹ chơi. Vậy là thanh mai trúc mã rồi đó. Dạ. Phải không? Cái lần mà mình đi học á, hồi nhỏ đó, là mình đã gặp mẹ chồng tương lai chưa? Dạ, năm lớp 6 là em qua nhà chồng chơi, là em gặp mẹ. Lúc đó là mê mẹ lắm. Mê mẹ hay mê bạn kia? Dạ, mê bạn kia mới qua mê mẹ. Dạ, là tụi em đã thích nhau rồi, xong rồi chồng em mới dẫn em qua nhà để học bài chung. Dạ, rồi qua thì gặp mẹ, mẹ xì tin nè, mẹ đẹp lắm. Mẹ dễ thương tâm lý nữa. Ở trong lớp là mấy bạn gái ai cũng thích chồng em và cũng thích cũng cô Cúc hết. Trời ơi, có mới có lớp 6 thôi mà nó yêu nhau, nó dẫn về ra mắt mẹ chồng rồi. Dễ sợ luôn. Lúc đó con trai dẫn về thì năm lớp 6 rồi, nó giới thiệu sao chị? Dạ, thật sự thì lúc đó mấy bé còn đi học mà anh em cứ nghĩ là bạn học của con, nói chung là con có bạn là em khoái lắm, nói chung là khoái. Dẫn về nhà bắt đầu em dọn trái cây, dọn đồ tất cả rồi các con ăn này, anh này thích cái gì thì làm, rồi bắt đầu dành cái không gian đó cho con là em đi chỗ khác. Nhưng mà nó dẫn về nhiều cô hay là... Dạ, nó dẫn, nói chung là bạn học nhiều lắm. Nhưng mà nó chỉ có để ý cô này cái gì không, khác với mấy cô kia không? Dạ, em không có để ý, bình thường nói chung cứ ấn tượng cái nhìn. Bé này sao nhìn nó xinh vậy trời. Nhưng mà sự thật là lúc đó em không có nghĩ gì, tại vì bé mới học lớp 6 mà. Nhỏ quá mà. Dạ. Cho mãi đến khi mà mấy bạn học xong 12 rồi thì bắt đầu bạn đi học lớp, thì bắt đầu mới gặp lại. Thì không biết làm sao em biết, nhưng mà cái điện thoại vậy nên mẹ, con gặp là Mỹ Linh mẹ, chị xinh lắm, dễ thương lắm mẹ, con định quay lại mẹ nghĩ sao. Thì nói chung là bé Linh thì nó đã có cái ấn tượng với em từ khi lớp 6 anh. Nhà có việc một tí thì em mới về Gò Công em ở. Lúc đó là em cũng có nhờ cô giáo á, nói cô em có việc phải về Gò Công á, thì cô ở đây cô quan tâm với Thành giùm em. Đó thì không biết anh chàng bên này chắc là buồn á. Cái là sau một tháng em qua thì cô giáo nói bé Thành bên này nó học buồn lắm, cho nên là chị có nhờ Mỹ Linh là bạn lớp trưởng chơi với bạn Thành, với lại kèm bạn Thành học luôn, chứ bạn ấy buồn lắm, sợ bạn ấy bỏ học. Nó thì thật sự mà nói, khi mà bé Thành báo tin là mẹ ơi con đã gặp lại bạn Linh, nó cũng muốn quay lại, mình nghĩ sao? Ok liền 100%, không có gì tự gì. Tự gì đã thương bé từ đó rồi anh, cho nên là không có cái gì để nhờ cô lớp trưởng kèm con mình rồi đúng không? Dạ đúng. Sự thật là lúc đó là hai đứa em đã quen nhau rồi ở trong lớp. Dạ. Xong rồi là ai của ai, chồng em là thích em chứ, xong rồi tại vì lúc đó em lớp trưởng mà, và em đã dùng cái quyền lớp trưởng em dạ, rồi nhà không có điều kiện nên là anh thấy tội, anh qua anh chở đi học. Dạ. Rồi lúc đó cứ bắt chở đi học hoài luôn. Bây giờ em nghĩ lại nhiều khi chắc cũng là cái duyên phận rồi anh. Dạ. Đâu có mấy ai mà là quen nhau từ nhỏ cho tới lớn về lấy nhau lâu đâu. Vì thì chắc cái chuyện làm dâu này kia nó dễ dàng lắm đúng không? Tại vì em với mẹ là ở mỗi người một nơi, không có ở chung nhiều, nên có những lúc mà hai mẹ con có dịp có cơ hội á, là mình sẽ gần gũi, rồi ăn uống, rồi mua sắm này kia, hoặc đi du lịch. Em là thích dẫn mẹ đi chơi lắm. Nhưng mà nhiều khi á, em nói thiệt anh ở xa vậy, nhưng mà mỗi khi gặp lại là bắt đầu em lại bắt đầu hồi hộp trong bụng rồi đó anh. Không biết gì? Là hả, có nghĩa là trèo lên xe nó rồi hả? Không biết nữa là đi đâu về đâu. Gần đây nhất á, thì em bán, em mệt lắm. Nói chung là Tết là em chỉ muốn ở nhà chơi với con rồi vậy thôi. Tự nhiên cái chiều tối về hai chồng nó bàn tính đâu em không biết nữa. Cái bắt đầu cái nói mẹ mai mình đi qua đồi cù chụp hình chơi mẹ. Đi. Rồi đi gần đó thôi, đi trong buổi sáng nửa tiếng rồi qua tới rồi xong rồi về. Tự nhiên qua quán cà phê anh đi về thì thôi. Em cũng có rủ thêm một người bạn của em mập
sáng mai mới mình đi đó chụp hình mặt. Ok rồi trèo lên xe nó xong cái bạn em nhắn tin thôi nhỏ đi một mình đi mập có chuyện rồi. Đến chừng đi khoảng một tiếng đồng hồ thì bạn em nhắn tin lại nhỏ ơi đừng buồn mập nha, tại vì hả bé Thành chở nhỏ đi Nha Trang. Tối đó là chồng con là đã gọi cho dì là mai là dì nói là mẹ hẹn với lại dì là mình đi qua bên đội cừu chụp hình chơi nha, đi cà phê buổi sáng rồi về, tại vì có dì thì mẹ mới đi, còn không là mẹ không chịu đi chơi với tụi em, sợ là đi chơi xa tốn tiền. Nhưng mà khi chị phát hiện hai đứa nó có em bé đó, dạ, chị có bất ngờ không? Thì cũng lo, nhưng mà em nghĩ là cái việc đó nếu mà quá bất ngờ thì em cũng bất ngờ, là vì ở chung mà còn trẻ con ở chung thì... Ủa lúc đó là ở chung luôn rồi hả? Dạ lúc đó ở là chung rồi. Con đi học ở Vũng Tàu. Dạ là con ở phòng trọ rồi. Chồng con là lúc đó là học ở trên Sài Gòn nhưng mà cũng về luôn, bỏ học về theo con. Là ở dưới này. Rồi lúc đó là quen nhau là hồi tháng 11 là đi họp lớp. 6 tháng sau đó là sinh nhật của chồng con. Là lúc đó là ảnh chở về mẹ chơi thì mới nói nhỏ với mẹ là mẹ ơi con chưa có, sao một hai tháng nay con trễ rồi. Cái xong rồi là rồi mẹ chở đi mua cái que thử thai rồi là thử một cái rồi là dính bầu luôn. Anh mà em nói anh nghe hai vạch trình rạch đúng ra người ta là rất là lo đúng không anh, mới có 20 tuổi thôi. Nhảy tửng lên em nói thôi rồi thì nhưng mà lúc đó mình chưa lúc em đó... vui lắm mà chưa cưới rồi chưa cưới mà dạ. Chị có tính toán là sẽ cưới gấp không? Nói chung là chạy cưới luôn á. Thôi thì bắt đầu ngày mai rồi xách giỏ đi qua nói thưa với anh Xui, chị Xui là sự việc nó vậy thôi. Cuộc gặp đó có dễ dàng không cô? Rất dễ dàng, nhưng mà cũng may là anh Xui, chị Xui rất là dễ dàng. Con cũng không có báo cho ba mẹ biết. Ba mẹ con là ở Phú Mỹ á, không ở gần con, nên là lúc mà ba mẹ qua nói chuyện á thì ba mẹ con cũng bình thường thôi. Nhưng mà con nói là thôi con còn nhỏ quá, lại còn đi học nữa, nên ba mẹ cứ để thời gian đi, khi nào mà tôi cảm thấy sẵn sàng rồi á là tụi con sẽ làm đám cưới. Tại vì mong muốn tụi con á là để khi nào á mà tụi con lo được cho ba mẹ luôn. Quá trời. Lo cho hai bên gia đình, để hai bên gia đình chỉ có việc tới tham dự lễ cưới của tụi con thôi. Thì lúc đó thì ba mẹ sẽ yên tâm về tụi con hơn. Còn bây giờ là còn nhỏ quá thì hai bên đều tôn trọng tụi em hết. Tự nhiên một ngày tự nhiên cái điện thoại về cái hỏi mẹ chuẩn bị lên danh sách mời mấy gì tháng sau là con tổ chức đám cưới rồi trong vòng có 30 ngày là cái đó là 4 năm sau coi em 4 tuổi rồi đó. Ủa là cái gì em vậy? Mới quyết định là mình sẽ làm đám cưới là chỉ có thông báo cho ba mẹ để lên danh sách tụi em sắp xếp hết. Dạ dạ đúng rồi. Em nói ủa con gì vậy con, tự nhiên con phải cho mẹ hay thời gian gì đặng mẹ sắp xếp vòng vàng trái tám kẹo của con. Mà lúc đó kịp sắm vàng không cô? Thật ra thì đâu mẹ có sắm cho em cái chiếc vòng này từ cái lúc mẹ em có bầu rồi. Bé xíu mẹ đã chở em lên sắm. Hai vợ chồng lúc nào thì cũng đều. Tới ngày đó mẹ cứ lên danh sách giùm con, xong rồi mẹ cứ quải cái giỏ qua thôi. Là kể như là mẹ làm mẹ chồng rồi đó. Trời ơi, cái bà mẹ chồng gì mà sướng nhất trong mẹ chồng rồi đó. Ủa trời sao kỳ vậy? Mỗi lần nó gọi điện báo là có chuyện. Dạ thôi. Em biết rồi đó anh. Vậy mỗi lần nó báo thì nó gọi điện báo bực mình không? Nói chung là em hồi hộp trong bụng dữ lắm ạ. Tại vì em thương mẹ lắm, từ trước giờ lúc nào mẹ cũng hy sinh cho hai vợ chồng hết, có chuyện gì buồn vui gì là mẹ tự mẹ chịu hết, lúc nào là mẹ cũng truyền cái năng lượng tích cực tới hai tụi em hết trơn á, nên là em mong muốn lúc nào mà em cũng sẽ đem tới cho mẹ những cái niềm vui. Dạ. Em sợ bị mẹ chửi hả? Dạ không, mẹ không bao giờ la tụi em. Anh đừng có hỏi cái câu đó, vì á suốt ngày cứ mẹ nó lên ở với con nha. Ủa sao lính công kỳ vậy, mẹ chồng với nàng dâu là người ta sợ ở chung với nhau lắm á. Mẹ mới thấy con trong đời mẹ con kỳ quá mà mẹ cũng không biết là, ủa lý do từ sao. Từ nhỏ giờ là em không có ở gần ba mẹ nhiều, ở với ông bà với cô chú thôi. Từ khi mà gặp mẹ rồi á là bất kỳ chuyện gì trong cuộc sống, là từ công việc cho tới mọi thứ, chuyện gia đình, chuyện chồng con em đều chia sẻ với mẹ. Nên thành ra là mình mong muốn mình có một người mẹ ở bên cạnh để mình có thể là báo hiếu cho mẹ, chăm lo cho mẹ. Trời ơi. Thương quá hả? Bắt đầu mẹ thương con từ khi mà có một sự việc đó, con kèm như bé Thành đó. Mẹ rất là thương tụi con, lúc nào mẹ cũng mong muốn rằng là mẹ cố gắng mẹ làm cái gì đó để mẹ lo cho tụi con bớt lo cho mẹ đi. Để dành khi mà mẹ 60 tuổi đã, khi đó là sẽ lên ơi, nước lên ơi, lên ơi, cháu lên ơi, là khi đó là mẹ rất là mong con nó còn nhờ phan từ từ đi. Chưa, 60 chưa đâu, chưa đến mức đó đâu, tới 90% mới mức đó. Từ từ tí đi con. Nhưng mà cái đó là cái tương lai rồi cô ơi, hiện tại thì Linh lo được thì cứ để cho Linh lo đi cô.
Có bao giờ con thấy mẹ khóc vậy chưa? Dạ chưa, mẹ lúc nào mẹ cũng vui vẻ hết. Mẹ nói là tụi con dù có khó khăn gì á cứ về đây với mẹ. Mẹ lúc nào cũng là một điểm tựa để tụi em có thể lạc quan hơn, để tụi em phấn đấu, để tụi em mới có được cái ngày hôm nay. Bất khi nào mà mẹ chồng mà nói về con dâu mà rơi nước mắt như vậy, cái tình yêu thương của mẹ nó dồn nén bên trong đó. À, có thể là ít khi nào mẹ nói với con như thế. Lần đầu tiên mẹ nói những điều đó đúng không? Dạ, lần đầu tiên thấy mẹ nói luôn. Lên chương trình thì nói chung là nó kêu là em lần này là em không có cái gì để suy nghĩ hay là để từ chối nha. Dạ. Là vì một phần á em cũng muốn nói ra những cái tâm sự của em, là mẹ rất là thương con, mẹ thương con từ lúc đó luôn á. Cho nên nếu mà dù có cái gì đi chăng nữa thì cái tình thương đó nó sẽ lấp hết những cái mà đúng sai của con trong lòng của mẹ. Vậy thì ở xa như vậy thì lúc mà con sanh đẻ thì mẹ chồng lo cho con làm sao? Dạ lúc đó là mẹ có lên mẹ chăm con ở nhà ba mẹ con, rồi sau đó thì chồng con chăm con hết luôn tới bé 7 tháng con mới gửi về cho mẹ. Thương con mà anh lúc nào em cũng cằn nhằn nè, khi mà có một cái dấu hiệu gì đó kể cả trong đêm nha, cũng điện thoại liền về cho mẹ, không có được mà tự ý nha. Tự nhiên cái sáng bữa đó điện thoại về nữa, mẹ bé Linh xanh rồi. Sao mà thức là, con đẻ là lúc là 11 giờ đêm là con đau bụng luôn. Hai vợ chồng tự bắt taxi đi lên trên bệnh viện á. Dạ là một tiếng sau là đẻ xong là tới 6 giờ sáng mới ra phòng nằm xong xuôi hết rồi thì mới alo hai bên, ba mẹ hai bên là con đẻ rồi. Trời ơi, mẹ mới từ Tiền Giang mẹ chạy lên. Là có 20 tuổi thôi á anh. Trời, khi đó là mới sáng là em, anh biết lúc đó là em bắn căng tim bệnh viện mà sùm đồ hết, nhưng mà thôi tất cả là em giao với mấy chị nhà nha, con em sanh này không được đâu, em phải đi liền chứ vợ nhà em cũng không có tinh thần gì mà để em làm hết trơn á. Qua lên chợ mình sinh đẻ mình mệt mỏi mình lo toan nhưng mà không. Trời ơi, em không biết suy nghĩ nó sao luôn anh ơi. Em nói thiệt chứ không lẽ hồi sáng đi quên lấy những cái hình á chưa nè. em xong em còn chạy, em xách váy em chạy, em gặp mẹ em mừng quá trời luôn. Em biết sao hết á. Thật ra nó muốn cho mẹ chồng chứng kiến lúc vui thôi, không muốn mẹ chồng khổ đúng không? Nó thương mẹ chồng vậy thôi chứ. Đã thương rồi càng thương hơn anh. Sinh đứa em bé rất là ngoan, rất là dễ thương luôn. Dạ. Hầu như ngoan lắm luôn. Em ấy, thật sự mà nói trong lòng mẹ cảm ơn con nhiều lắm Linh. Thiệt, con đã giống như là một cái người mà đã từng giúp mẹ hết cái lúc này. Vậy là gửi cháu nội về cho bà nội luôn. Em gửi 60 tháng là quăng về rồi. Vì sao vậy cô? Là cô mong cháu về hay không? Là không phải đâu, là do cô đó là muốn đi học. Dạ. Muốn đi học riết, đặng muốn đi làm kiếm tiền thêm nữa. Nhưng dạ, mà khi đó em mới nói là thôi bé Linh ơi, bây giờ em nó còn nhỏ, tại vì thật sự là cũng thương cháu mà em đã bán căng tin nữa, mẹ không chăm sóc em vì em nhỏ quá, còn ráng đi em đến 12 tháng đi rồi đưa em về đây là mẹ chăm cho. Không là không, cái là chuẩn bị 2 ngày nữa về nha, thì bắt đầu em mới chuyển hướng liền, suy nghĩ làm sao mà để cho nó không gửi em bé đây bằng cách là không quan tâm con nữa. Mặc dù rất thương nha, nhưng mà ngày đó giả bộ mệt mỏi, giả bộ bận rộn quá, không có quan tâm, giả bộ là không thương em bé luôn. Thử coi cô nàng có như thế nào với con mình. Ai về đâu nàng ta xót ruột quá. Rinh về thì được khoảng 10 tháng thì bắt đầu đem về. Thôi mẹ mày giữ em con đi, con đi làm, con đi học, con bây giờ con phải nâng cao nữa thế nào thế kia. Thôi thì rồi, hết rồi, hết cách rồi. Thôi thì cứ để đây mẹ chăm đi. Thôi bà nội lo hết luôn. Dạ, bà nội lo. Thì một tháng em cũng về thăm bé một lần. Thương lắm, bà nội thì sáng mới có 3-4 giờ sáng là phải dậy rồi nấu nước lèo hầm nguyên một cái căng tin là mẹ em thầu ở trong căng tin của bệnh viện á đó. Đó rồi làm tới 7-8 giờ tối, có khi 9-10 giờ đêm luôn, mà một tay thì cứ làm rồi một tay thì lo cháu. Em thấy thương quá, mà hai vợ chồng phải cố gắng, thì tại vì mình ráng phải chịu khó cái lúc đó để mình có cái tương lai của mình nó tốt hơn. Xong cũng hai vợ chồng cũng ráng, cũng bấm bụng lắm, tới lúc mà con em nó 2 tuổi rưỡi rồi thì bắt đầu hai vợ chồng đã vững chắc rồi, thì bắt đầu đón bé về. Lúc đó nói mẹ về với tụi con đi, mẹ lên ở với tụi con. Mẹ không có chịu tại vì mẹ còn bà ngoại nữa. Mình thấy mình hợp với mẹ chồng những cái gì nè? Hai mẹ con thì ăn uống cũng hợp nhau. Nhất là mặc đồ đó, thì cứ đồ của em là em đưa cho mẹ mặc, em mặc chung. Thật sự thì con dâu cũng thích đi du lịch, nhưng mà em cũng thích đi du lịch. Những gì chưa hợp với cô dâu này?
thầy mét, hai vợ chồng cứ cãi nhau là mét anh. Mét mà thương dâu mà, tại vì mình thương nó nó mới thương chồng nó. Chứ bây giờ mà mình ăn hiếp nó, có khi là nó thấy ghét mình, nó bỏ luôn con mình sao. Rồi bắt đầu nói chung thương, thôi để mẹ la cho, con để đó đi, con để mẹ xử. Nhưng mà riết 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 hoài chắc là thấy bộ mét là mẹ binh, mét là mẹ binh á, chắc coi bộ chịu á. Cái xong bữa đó mét nữa, mét dữ nghe, cái em mới nói thôi con, giờ con cứ tính đi, mẹ cũng vậy à, cảm thấy được thì sống chung, không được thì cứ chia tay đi. Rồi em bé đó, con của con đó ha, cứ đem về đây mẹ, mẹ nuôi cũng được, mà đưa mẹ nhờ, mẹ giữ cũng được, khi nào có điều kiện về cũng được. Thất vọng rồi, mấy lần kia sao mẹ binh mà, bây giờ mẹ nói kỳ vậy ta, bộ mẹ muốn con bỏ anh Thành lắm hả? Con tự suy nghĩ đi. Rồi là bắt đầu từ đó là em không nói chuyện gì tới hai chồng, làm như lúc đó chắc hiểu ý mẹ sao á, cái không mét nữa anh. Nhưng mà mét cái chuyện không đáng hay sao mà mẹ tới nỗi mẹ bực tới vậy Linh hả? Dừng lẫy tí xíu cũng mét mẹ. Rồi chồng đây, em đi về trễ xíu cũng mét mẹ vậy đó. Em không phải mẹ ngoài giả cho có nghĩa là không phải là bực mà lan, nói chung là mình phải kiếm cái cách gì đó để xây dựng cho con, cái hướng này không được mình phải đổi hướng khác. Nói thì nói vậy nhưng mà bên cạnh thì vẫn theo dõi những cái suy nghĩ của hai đứa coi như thế nào, có cái hiệu quả hay không. Dạ. Hai mẹ con có thường xuyên tâm sự với nhau qua điện thoại này kia không? Dạ có, tám xuyên một địa luôn. Nhiều khi gọi Messenger mà 3-4 tiếng không biết nói cái gì mà nói quá trời nữa. Hai mẹ con tám dữ lắm. Mà cũng có lần có câu chuyện là lúc đó là mẹ cũng giận em dữ lắm, thì cũng tám mà ra. Rồi chuyện gia đình, nói chuyện gia đình của người ta. Xong em thì cái tính em là có sao em nói vậy à. Em thì em biết cái ông đó là ổng có người yêu, ổng có bồ, ổng lén ổng quen bà này. Em biết được vậy sao em để ý rồi. Cái em nói mẹ là trời. Mẹ phải nói vợ ổng đi. chứ còn nín. Còn không là hả, mai mốt lỡ mà ông Thành ổng có bồ, không lẽ mọi người giấu con mẹ cũng chịu. Xong đó là em cứ xỉa xói xong thành ra hai mẹ con giận nhau. Là em lúc đó em còn nhỏ, là cái tính em là em hay đâm ban vậy đó. Cái gì mình cũng suy nghĩ ra, thành hai vợ chồng mình sẽ như vậy á, thành làm câu chuyện nó lớn lên. Lúc đó giận luôn, không tám nữa. Giận lâu không? Chắc giận cũng lâu quá chú. Rồi ai xuống nước? Xong rồi con cũng quên à. Rồi ai gọi điện lại cô? Dạ rồi thì... chồng rồi chứ, bảo chồng kêu là thôi hai mẹ con mai mốt đừng có tám nhiều quá, đừng có nói chuyện này chuyện kia, chuyện của người ta. Còn hai vợ chồng mình sống sao thì hai vợ chồng mình sống với nhau là được rồi, chứ sao em cứ phải làm như vậy. Nó xong rồi câu chuyện đó nó cũng qua, chồng cũng hòa giải rồi. Con thật ra là hai mẹ con là dễ nói chuyện nhau lắm. Coi như lúc những người bạn thân với nam tám như nhau được, tức là thân dữ lắm rồi đó. Nhưng mà nhiều khi thân quá nó cũng không tốt không chú? Cũng có đôi khi. Nhưng mà ai vậy đi, nhưng mà người ta hiểu nhau còn được đúng không? Rồi hôm nay để coi con dâu có thư gửi cho mẹ. Kính gửi mẹ yêu của con, có nhiều điều con không biết làm sao để nói ra, chỉ biết gửi gắm vào lá thư này. Con cảm ơn ông trời đã cho con gặp được chồng con, cho con gặp được mẹ. Được làm con dâu của mẹ là điều may mắn nhất cuộc đời của con. Con không bao giờ quên ngày mẹ lặn lội chạy xe máy từ Tiền Giang lên Vũng Tàu để mua vàng làm của hồi môn cho con. Không bao giờ quên những ngày mẹ bán căng tin cực khổ nhưng vẫn nhận giữ cháu nội cho hai vợ chồng con đi làm. Sáng mẹ cực khổ bán buôn, đêm hôm mẹ còn giữ cháu, nhưng mẹ không than thở một lời. Ngược lại, mẹ còn lấy làm vui vì phụ giúp cho hai vợ chồng con để vợ chồng con có thể đi làm, đỡ vất vả. Mẹ ơi, cuộc đời này vợ chồng con nợ mẹ không biết bao giờ mới trả hết. Sao mẹ lại bao dung và hy sinh cho tụi con nhiều đến như vậy? Ngày vợ chồng con đón cháu về, con chỉ mong được mẹ đón về ở chung để con được chăm sóc mẹ, được nấu cho mẹ ăn những món ăn mà mẹ thích. Nhưng biết làm sao được, vì trước khi chúng con có cơ hội làm tròn chữ hiếu của chúng con thì mẹ cũng đang làm tròn chữ hiếu của mẹ. Hay quá. Thời điểm này vợ chồng con đang rất khó khăn, và một lần nữa mẹ lại ở bên cạnh động viên, che chở. Con hứa với mẹ, vợ chồng con sẽ luôn nắm chặt tay nhau, dù cho cuộc đời ngoài kia có còn bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa. Rồi tất cả cũng sẽ qua, mẹ hãy yên tâm, mẹ yêu nhé. Ôi mẹ,
con biết mà khi mà con mà nói với mẹ mấy cái này á là mẹ chị không nổi đâu, mẹ xúc động. Mà trước giờ mẹ kêu tụi bay sến quá, tụi bay đừng có bao giờ đừng có làm vậy. Cảm thấy rất là xúc động anh. Mẹ cũng cảm ơn con, mẹ thương con rất là nhiều. Thương con thì mẹ phải về ở với tụi con. Từ từ đừng mắc kẹt nữa. Từ để mà mẹ bán mẹ kiếm mớ. Dạ đúng rồi anh. Nói chung là làm chủ kinh tế thì mình độc lập đi anh, nó thoải mái hơn. Dạ hôm chơi nay mẹ ơi, cũng có những điều mẹ khó nói nữa. Đúng rồi. Mẹ cũng viết thư mẹ cho cũng con dâu. Viết thư cho con đây đó. Thì chú đọc thư của mẹ con. Lâu lâu hai mẹ con viết thư nhau cũng vui đó nha. À, bé Linh, mẹ thương con nhiều lắm. Con không những là con dâu của mẹ mà con còn là người giúp mẹ quan tâm chồng con. Nếu không có con, chắc Thành đã nghỉ học từ năm lớp 6 rồi. Con còn xin cháu nội Minh Khang dễ thương cho mẹ nữa. Mẹ chỉ biết nói rằng mẹ thương con hơn những lời mẹ nói con nhé. Đối với mẹ, chuyện tình yêu các con đẹp lắm. Lỡ mai này có gặp sóng gió lớn, đến đâu tụi con hãy ngồi lại với nhau, nắm tay nhau thật chặt để vượt qua con nhé. Hạnh phúc của tụi con là niềm vui to lớn của mẹ. Mẹ chúc con dâu mẹ luôn có sức khỏe và mọi sự đều như ý con nhé. Yêu con gái của mẹ. Hôm nay hai mẹ con mình sến. Lâu lâu nó phải có sến sến chứ mẹ hay. Nè câu cuối nè. Yêu con gái của mẹ. Mẹ nhớ đó. Con đâu bao giờ mà coi mẹ con là mẹ chồng đâu. Lúc nào bởi vì hồi trước cứ mét hoài, cái gì cũng mét là vậy đó, tưởng mẹ mình không á. Cô ơi, hôm nay con trai của cô có đi cùng không? Ừ, con trai có đi cùng. Vậy con xin mời anh. Dạ, con chào chú. Đẹp trai ha. Nãy giờ con có thấy mẹ con với bà xã con rơi nước mắt không? Nãy giờ con ngồi dưới con cũng rơi nước mắt. Wow. Rơi mắt vì điều gì con? Thật sự thì mình thấy rất là may mắn khi mà mình có một người mẹ rất là tuyệt vời. Thì mình lớn lên một chút xíu á, mình có một người vợ rất là tuyệt vời. Con rất là biết ơn mẹ và biết ơn vợ. Cuộc đời này có hai người phụ nữ này là con thấy rất là mãn nguyện. Trải qua một cái nút chậm này thì con thấy là hình như là mình lên hay mình xuống không quan trọng nữa. Dạ. Quan trọng là mình cùng nhau. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Chính xác rồi. Dạ. Con có một cái món quà nho nhỏ tặng mẹ. Tại vì á, mẹ em á là rất là thích đi chùa. Thì con có một em cái đi chùa quê nghe em á. Dạ. Con có một cái dòng thạch anh phước lộc thọ này con thỉnh cho mẹ. Con cầu mong mẹ lúc nào cũng có sức khỏe để sống với tụi con. Mẹ cảm ơn con. Con đem đi. Wow, đẹp quá. Dạ. Thật ra thì cũng hay sắm đồ cho em lắm nè, dây chuyền, bông, đồng hồ. Nhưng mà tại vì em bán suốt ngày á, ở đó có một mình em cũng ở ngoài đường, em cũng sợ nên là không đeo, với lại cũng không có ham đeo. Chúc gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc. Và chúc cho cái nốt trầm đó nó sẽ biến thành một cái nốt cao. Và nhiều nốt cao hơn nữa. Nó trở thành một bài hát thật là hạnh phúc và thành công. Dạ, cảm ơn Linh. Bộ phế Nam Hà, thương hiệu quốc gia Việt Nam. Thôi thì anh đứng đây nãy giờ đấy. Rồi đây rồi. Lọc ngồi qua đây. Sao ngồi dưới má. À, em chỉ lọc. Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Má dài. Ngon. Đây đây là dưới gỗ gà. Ngon quá. Đây là cháo gà. Ngồi dưới má, má tư đi. Đây con cho cả nhà nha. Không, mình ăn gỏi trước nha cháu. Dạ. Mình thử gỏi. Mình lên. Mời bà xuống. Dạ, con mời bà. Còn lại mình có món ngon nè. Con mau má tư dịch sang đây một tí nhé. Màu sắc lắm. Nhẹ có nên nhìn thế không?
ha, nó màu sắc rồi ha. Mình có thể mình ăn rồi xong rồi nếu mà mình nhà cắm vừa thì kho bỏ vừa thì mình sẽ cắm với nước chấm này. Dạ. Nhưng mà sao đầu bếp mà? À, thường thường đầu bếp người ta nấu rồi đó, người ta mời khách ăn thôi. Khi nào mà khách ăn mà khách ăn toàn rồi bếp mới ăn. Nó là cái bài đúng nè. Mới nghe chữ tế. Dạ, cảm ơn các nhà. Nhưng mà mình thấy vừa ăn rồi, còn nếu mà không vừa ăn mình chấm với nhau. Được rồi, thì khẩu vị mọi người khác nhau. Thì đến là món này á, nước chấm này nó sẽ làm tăng thêm cái yêu thích của từng khẩu vị mọi người khác. Có như mình ăn vừa được thêm nữa, nó yêu thích hơn vậy đó. Cái đồ chua á, nó vừa phải chua thanh á. Sao vậy con? Dạ ngon rồi. Giờ thêm nước chấm vào này ạ. Tại vì cứ gọi là chỉ nhờ nước mắm thôi. Nếu mà mình làm không đúng nước mắm nữa thì nó sẽ quá mặn. Cái vị nó sẽ bị mặn mà chát. Còn cái nước mắm này nó thường. Thành nữa là chú chỉ cần pha thêm đường xíu chanh, đặc biệt là phải có khoảng nửa muỗng giấm. Dạ. Thì nước chấm nó sẽ thơm. Mà cái chén nước mắm của chú con là một phần nhờ là nước mắm cá tôm tươi. À, vị ngon gắn kết gia đình đó. Là món gì? Nước mắm Nam Ngư. Ờ đó, đúng rồi, món Nam Ngư. Đúng rồi, cô thiếu thì Nam Ngư. Chết rồi. Mà chú biết con, tại vì do cái này là có công thức ủ chiều của chú. Nên thành ra là công thức ủ chiều là gì? Ủ chiều á, là như con nói là khi mà cá tươi lên á, là ủ liền. Ướp ủ liền ngay lại bên vị luôn. Nên là thành ra cái vị của nước mắm đó bà, nó rất là đậm đặc. Và nó có cái màu, nếu mà người ta mắc cái mẹo người ta chỉ là hương vị của nước mắm ngon á, là sẽ có cái màu cánh gián. Nó sống tới tóc tánh màu cánh gián lên. Và cái vị mới đầu ở trên mặt cái đầu mũi hàng chiên ăn vô thì hàng chiên nước mắm này là chiên của ta đó. Dạ. Thì cái lượng đường của bột hơn những cái món khác. À. Tại vì nó đã có cái mặn mặn thanh. Dạ, mặn thanh, mặn ngọt rồi, không phải là cái mặn chát. Dạ, dạ đúng rồi. Nhiều cái mặn chát đó mình trộn hơn pha đường hoài nó vẫn còn cái mùi hôi với mùi mặn á. Nhưng mà nước mắm này chỉ cần vừa xương mỏ là dèo nước mắm đang nước đó. Chỉ có bán mắm được đó là hôm nay chú thấy cái điều bán mắm được đó. Dạ. Thì Linh mới đâu có một cái thời khắc mà tưởng đâu là gia đình đó là không còn gặp má nữa đó. Ủa sao vậy? Thì cái thời gian khoảng 3 năm trước là má bị bệnh tim á. Có nghĩa là bị đột quỵ luôn. Rồi đưa vô bệnh viện Tâm Đức không á? Bệnh viện Tâm Đức á, nằm ở trong đó mấy tháng trời á. Là tưởng đâu là má mất rồi đó. Nhưng mà cũng nhờ bác sĩ tận tâm rồi trị. Coi như là lúc đó là có những cái gì mổ cái bạc tên. Bị ba gì. Tự nhiên nói thôi. Bà lá. À không, bà lá đúng rồi đó. Nào đang được luôn. Đưa cái ống đi có không á. Anh vô là anh không. Anh vô bệnh viện anh không là không nhìn ra má được. Má nằm trên giường là cái giường không má. Không á. Ốm vậy đó. Rồi đâu có ăn uống gì, chỉ có thở với lại chút biển nha. Vậy mà sao mà không nổ thưa. Bác sĩ trị xong bây giờ khỏe tới bây giờ. Bây giờ lên sân khấu được luôn đó mà. Lúc đó là vô là trời ơi, hai đứa nó xong rồi. Chuẩn bị là ở nhà hậu sự đó. Bác sĩ nói là về hậu sự kinh khóc quá đời luôn. Anh nói thôi nếu mà phải má đi thì để cho má đi nhẹ nhàng vậy đó, chứ đừng có khóc mà. Lúc đó má đâu biết gì, vô là coi như là không biết gì luôn, coi như là nằm như là cái xác mà không biết ai trói hai tay hai chân luôn đó, không bận đồ gì luôn, không nghĩ gì trơn á. Là thấy rồi là đó là thôi rồi, chắc là nó nếu mà má có đi thì để cho má đi một cách nhẹ để mình khóc, mọi người cũng khóc. Tâm Đức hay. Lúc đó là má 70 nữa rồi, bây giờ 79 là vẫn là 6 tuổi đó. Thì là 3 năm đó, không năm nay đó. Sau khi mà mình hết được xuất viện, má cảm nhận gì về tình cảm của chàng rể, thương nó thêm nhiều nữa chứ. Đẹp. Nên để nó nghe. Bình thường cái không phải nó đã lo tài chính gì chớ. Bà đàn này nó còn biết đi vô đi ra. Tuy là nó không dám lên phòng đó, nhưng nó cũng tới ở dưới này nó ngồi.
như người ta có cho nhau rồi đó, thì đó thì thương chỉ có một người dùng rồi. Mà cái ngày mà má xe ở bệnh viện đi ra đó mới về, mọi người ngỡ ngàng, không ngờ là má về nhà nó khỏe vậy, không ngờ thấy đồ là nó đi. Cũng nhờ từ tận tâm của bác sĩ, cũng nhờ tình yêu thương con cháu, nó là tinh thần, đặc biệt nữa là cái tình cảm của cha mẹ dành cho má. Lương nghĩ rằng là ở Kim Tử Long có hai cái điều rất là quan trọng, đó là tình đồng nghiệp cùng với tình yêu thương gia đình và cha mẹ. Hai cái nó còn lại nó tạo những tình yêu thương gắn kết với má nhiều hơn nữa. Đúng rồi, đúng, đúng rồi. Nhưng là lúc đó là mình không nghĩ thật sự với trong lòng chúng ta không nghĩ là má vợ hay là ai hết, mà chỉ nghĩ ồ, đây là những người cần phải đưa được bác sĩ tận tâm cứu chữa. Cho nên là lúc đó anh Trinh nói là còn nếu còn tác, chứ lúc đó là mọi người trong gia đình đó là nói là giống như là thôi, nếu mà má đúng số rồi đó thì thôi, để cho nó cũng cập nhẹ nhàng. Chứ bây giờ mình khóc lóc rồi mình kêu thì má sao không đi được. Chú biết khóc thật sự đó. Con có biết là hồi nãy chú kể là ở đi chú khóc giải đồ cho mình khóc thôi. Lần thứ nhất, lần thứ nhì là chú khóc thì con mày già đó không, nói chào mừng chứ sao khóc cho nó đi mà sao khóc. Chú khóc là lúc mà chú với lại mẹ của anh Kha đi về đó. Lúc đó là anh Kha mới 4 tuổi đó. Thì chú hát cho mọi người ở ngoài sân khấu đó, vỡ thằng nữ phán của Lân Trạnh. Tên cảnh mà chú ru thằng nữ ngủ cái bài này nhạc Đài Loan đang ở nhìn thấy ngày càng giống như cái cánh gà. Tôi coi tôi hát, mình ốm như nó đang thui. Nó ốm hơn sư riêng con nó bây giờ. Ốm như nó đang thui là nó đang hợp với mẹ. Rồi nó làm tự nhiên tim của chú nó đập ình ình, nước mắt của chú trào ra. Chú khóc mà mỗi lần đang hát mà thu gì đó mà còn đáng được một chút nữa chút khác được, cứ thế mà có thằng Quyền nó đang nằm ngủ mà thằng Quyền đang nằm thì mở mắt khí lý ra thôi, sao thấy chú không án nữa, thấy rồi chứ thôi rồi chứ không khóc không tại vì là này có trời ơi, nó bút tay xuống nhà là bắt đầu đấm màn lại mà chú chạy chú ôm người ta chú khóc như mưa là đó. Là còn ba mẹ chú cũng nhẹ chết chú cũng mất đến đâu, tại vì mình nghĩ đó là số phận á, chỉ có lúc mà bắt đầu đưa xuống biển cái nào biết là mình sẽ không còn ba mẹ nữa. Anh Kim Tử Long là người nghệ sĩ có rất nhiều cảm xúc và rất là tình cảm, không chỉ cho gia đình mình, cho khán giả mà người tận tâm như này, không lý do gì mình má giờ mình có yêu thương mình tâm mới thương nó nhiều nữa, thương nhiều hơn nữa. Qua rất nhiều giai đoạn, từ giai đoạn đồng nghiệp với nhau đến giai đoạn con rể luôn. Ngày nay má cũng muốn anh Kim Tử Long thay đổi điều gì trong cuộc sống? Thấy nó sống thì cũng được hơn một cái nhiều. Có cần thay đổi gì không? Có nghĩa là mỗi tháng có cho thêm tiền. Chắc chị đó. Thay đổi đó thôi. Đừng thay đổi gì chắc thôi ba. Nói ngày cũng tụi nghiệp lắm á. Giờ chồng nó ngủ tháng đây. Nên đã nuôi mình hàng ngày rồi. Đo cho cái phòng ở đầy đủ tiện nghi, đi nhờ khách sạn là một mình má ở đó nha. Rồi cái gì muốn là có. Thế không có đi đâu, tụi nó kêu tài xế hoặc có khi kêu con má chở đi, lấy xe hơi chở đi, chứ không cho đi gắn máy nữa. Tại nó biết bà già bị bệnh tim mà, về nhát lắm, còn lấy xe hơi đưa đi không. Đặc biệt nó để đặc biệt là má một chiếc xe 7 chỗ. Thiệt á, đi đâu là kéo rủ nhau đi đó. Rồi cũng trên chiếc xe 4 chỗ, nó riêng của nó vậy đó. Rồi bây giờ trên sóng thì mình bây giờ là má có cầu con gì chưa? Ngoài cái việc đó ra thì còn cái cầu như tháng chắc cái đó cần mới rồi nha. Bây giờ tôi nói đây mọi người làm chứng nha. Hiện tại là mỗi tháng là anh Kinh nó cho tôi 4 triệu.
mình lắm chưa cho. Bây giờ thôi lắm cho chẳng mười luôn đi. À, bây giờ là má cố gắng đi làm sao mà má giữ sức khỏe nè. Cái điều đó là cái điều của con mong muốn là không có bệnh được. Nó muốn xài cái gì, nó xài, nó đi chơi, đi đi cho cái tinh thần là thoải mái, không nói. Nhưng mà cái quãng đời còn lại thoải mái, tinh thần vui vẻ, ăn được cái gì cứ ăn, vui được cái gì cứ vui. Thật ra là giờ má cũng xài nhiều rồi, còn bây giờ má cũng phải có nhu cầu xài nhiều rồi. Không, em nói gì cũng đúng rồi. Nhu cầu xài nhiều, tại vì sao? Đi vào đường á, mà thấy người ta khổ á, móc tiền cho. Trong đó thấy mình mà không có tiền, móc tiền cho. Trong khi đó mình không có tiền. Mà không có tật. Có cái gọi là không phải cái tật mà cái tánh. Cái tánh người là thấy người ta khổ hơn mình là móc tiền cho trước. Là mình về là xin lại. Chứ còn người khác á, mình phải có số dư nhiều, mình mới cho người ta. Có nghe không? Trong túi mà còn 2 triệu mà ra mà gặp người nào mà ông nghèo hơn hay là khổ hơn than chút là đưa. Đó. Tôi cảm giác đó không biết. Nhưng mà bà ơi, theo như hồi nãy bà chú Long chia sẻ là ở nhà ít có ăn bữa cơm chung với nhau lắm. Ít khi nó đi làm hoài, ít có ăn chung. Mà hai bữa nào nó kêu ăn thì bà cũng ít có ấy lắm, xuống nó mệt. Bưng lên cho bà ăn không à? Còn về bữa nào ạ? Làm bên phòng đi trường được phòng chung lâu lâu là đã không? Lâu lâu nó có mà đưa má lên thì má mới ăn khi nào mà thì mới là lên thôi, chứ còn 10 lần là 9 lần là dưới ngồi ăn chung rồi. Đó, chưa. Chứ còn khi nào mà mệt á thì mới thôi kêu chị ba đem lên cho má. Để em chứ còn vui vui, ở dưới nhà lại vui tết rồi đó, là mệt thì mệt cũng xuống à. Mà sao không tụi biết rồi? Dạ, bà ơi, ngoài cái lo việc xịn đó đi thì bà còn không muốn nghe là có điều gì muốn nói với chú Long như ngày hôm nay không mà? Thôi nãy em nói ra, nếu trên đời thì ít ai được hoàn hảo lắm. Nhưng mà tôi được ông tổ cho tôi mình để vậy, tôi thấy cũng là cái may mắn, cái tốt. Kém hát thì không làm sao mà tránh khỏi bay búa hết. Nhưng mà không có đâu. Còn bài thì cũng đúng bài. Nó nghe nhưng mà phải nói, từ lúc tôi về Lâm đi về nó sống với anh Trinh thì thấy mọi đánh của nó thay đổi khác. Nó biết yêu vợ thương con, và lúc nào cũng kính nể bà mẹ vợ. Để thấy nghe má thèm mặt đòi muốn cái gì ao ước còn nói chuyện nhiều. Ước gì được đi Singapore á. Đầu đó là lo đó.